Kính thưa cộng đoàn, Chúa Nhật thứ ba còn gọi là Chúa Nhật Hồng, Chúa Nhật của niềm vui khi Gioan thầy giả báo tin có đấng quyền thế đang đến sau tôi. Tôi không xứng đáng cởi quai dép cho người. Chúng ta thu âm bài hát này với tâm tình vui tươi. Hai, ba, bốn, một. Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến đứng ngay sau tôi không xứng đáng với người cởi quai dép cùng trang dưới. Người làm phép rửa cho anh bằng lửa và bằng thánh thần, tay người cầm nia để dành học lép bỏ lửa đốt đi. Hai, ba, bốn, một. Hãy nói với những kẻ nhát gan, con đọc lên đừng sợ. Bốn, một. Này yên Chúa chúng ta sẽ ngự đến cứu độ chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.